Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 27 tháng 3 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Trong đó đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, bị thương 20 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.176 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát cắt bỏ trên 60% điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực giao thông vận tải. Điều này khiến cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý hoang mang và khó có thể thực hiện được. Cụ thể là trong lĩnh vực đăng kiểm cắt giảm 65%, đường bộ trên 66%, dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm trên 48%, đường sắt 65%, hàng hải 57%, đường thủy nội địa 75% và hàng không dân dụng 67%. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài 5 loại hình vận tải được quy định trong luật giao thông đường bộ, thời gian qua xuất hiện đối tượng dùng phần mềm kết nối giữa chủ phương tiện và hành khách như là Uber, Grab. Hoạt động này ảnh hưởng đến doanh nghiệp taxi trong nước cũng như là hành khách do giá cước nhảy múa, tăng gấp 3-4 lần trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đồng ý với việc gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh để giảm chi phí và giảm giá thành. Đơn cử như là chu kỳ kiểm định xe cơ giới nên là 24 tháng thay vì 12 tháng như là hiện nay để doanh nghiệp đỡ tốn kém. Mỗi xe kiểm định phải dừng 40 phút, hàng trăm chiếc cùng đăng ký thì chi phí về tiền bạc và thời gian là rất lớn. Vừa qua thì Grab đã chính thức thâu tóm Uber tại Đông Nam Á. Dù Grab khẳng định việc sáp nhập sẽ tạo thuận lợi hơn cho khách hàng, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại rằng việc sáp nhập Uber và Grab không tránh khỏi chuyện độc quyền, tăng giá cước trong thời gian tới. Theo đó thì sức ép lĩnh vực ngành vận tải ở Việt Nam sẽ rất lớn với các chính sách khuyến mãi giảm giá để thu hút thì thời gian tới chỉ còn Grab là taxi công nghệ lớn nhất và chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Vì thế Grab đã gây sức ép cạnh tranh lên các hãng taxi của Việt Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề bây giờ lại chính là chính sách quản lý của nhà nước, đặc biệt là việc thay thế nghị định 86 về kinh doanh và vận tải ô tô. Các cấp quản lý cần xác định Grab là dịch vụ vận tải thay vì là một phần ứng dụng thuần công nghệ. Khi quản lý được Grab như là một loại hình dịch vụ vận tải là để đảm bảo tốt cho việc thu ngân sách. Mặt khác là nhà nước phải đảm bảo việc tạo ra môi trường công bằng giữa Grab và các hãng taxi khác để cùng cạnh tranh lành mạnh với nhau. Thời gian vừa qua, hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam được đầu tư phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác thì nhiều tuyến đường, cầu đã xuống cấp, hư hỏng, cần bảo trì kịp thời. Nhằm đưa ra các giải pháp sửa chữa bảo trì tăng cường mặt đường, ngành đường bộ đã ứng dụng nhiều công nghệ mới vào công tác bảo trì. Ngành đường bộ đã triển khai thi công thí điểm công nghệ bảo trì dự phòng bằng vật liệu microsurfacing tại quốc lộ 2 đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49, quốc lộ 54, quốc lộ 61. Bên cạnh việc mở rộng công nghệ cào bóc tái chế nguội móng mặt đường bê tông nhựa đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định kỹ thuật từ năm 2016. Năm 2017 đã triển khai thí điểm công nghệ cào bóc tái chế lớp mặt đường bê tông nhựa tại đường Hồ Chí Minh, bước đầu xác định là đảm bảo chất lượng. Các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực an toàn giao thông cũng đã được triển khai áp dụng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã áp dụng cải tiến sơn giảm tốc dạng vạch đơn liên tục, vạch mắt võng nâng cao an toàn giao thông, sử dụng cột hộ lam hình Z để tăng khả năng an toàn giao thông, sử dụng lớp phủ tạo nhám và màu trong xử lý điểm đen về an toàn giao thông, sử dụng cọc tiêu phản quang, đinh phản quang, áp dụng công nghệ thiết bị trong thi công, kiểm tra cầu đường, nghiên cứu đề xuất giải pháp để các nhà sản xuất chế tạo xe kiểm tra cầu dạng robot nhưng đã vận hành và trang bị cho cầu Vĩnh Thịnh và cầu Tân Vũ, Lạc Huyện. Sáng nay, 27 tháng 3, khu quản lý giao thông đô thị số 4 chính thức khởi công xây dựng cầu Vàm Sát 2 nối hai bờ của xã An Thới Đông với xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Vàm Sát 2 nằm cách cầu Vàm Sát hiện hữu khoảng 100m về phía cửa sông Xoài Giạp. Điểm đầu của dự án là đường Lý Nhơn và điểm cuối là ngã ba đường Lý Nhơn và đường D Xoài Giạp. Cầu và đường dẫn hai đầu có tổng chiều dài 1.080m, mặt cầu rộng 10m, khoang thông thuyền dưới cầu rộng 50m, cao 7m. Cầu được thiết kế có tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7 và tốc độ lưu thông qua cầu là 60 km/h, không hạn chế tải trọng. Mục tiêu xây dựng cầu Vàm Sát 2 để hỗ trợ cho cầu 1 cũ hiện đã xuống cấp, từ đó khai thác hiệu quả trục đường Lý Sơn, kết nối giao thông giữa các xã An Thới Đông, xã Lý Nhơn với trung tâm huyện Cần Giờ và với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cầu Vàm Sát 2 là 342 tỷ đồng. Cầu mới cùng với phà Lý Nhơn, Tân Tập sẽ được lưu thông vào ngày 30 tháng 4 năm 2018.
theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc những quy định quản lý đầu tiên đối với hoạt động của các loại phương tiện máy bay dân dụng không người lái đang được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề an ninh trong thị trường thiết bị bay không người lái đang phát triển nhanh tại Trung Quốc. Theo số liệu thống kê, hiện nay có hàng triệu máy bay dân dụng không người lái trong nước, nhưng chỉ có khoảng 180.000 trong số chúng đã nộp đơn vào hệ thống đăng ký tên thật. Quy chế quản lý phát triển bởi Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự kiến sẽ bao gồm 4 khía cạnh là phi công, máy bay, sự lưu thông hàng không cùng với sự vận hành và quản lý. Hiện có 6 nền tảng điện toán đám mây đã được thiết lập và việc triển khai đăng ký tên thật sẽ được tăng cường thêm trong tương lai gần, đưa thiết bị bay không người lái vào quản lý hệ thống để theo dõi tình hình hoạt động theo thời gian thực. Tâm chính của các quy định là nhằm quản lý các thiết bị bay chưa đăng ký. Trong năm vừa qua, một số thiết bị bay chưa đăng ký đã liên tục được phát hiện tại các sân bay trên khắp đất nước, gây ra sự chậm trễ đối với chuyến bay và khiến cho các du khách bị mắc kẹt. Giới chức nhấn mạnh rằng nhiều rào cản sẽ được thiết lập để tránh những tình huống tương tự nói trên. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ban hành các quy định tạm thời về quản lý các thiết bị không người lái, bao gồm các quy định chi tiết về chế độ đăng ký, các hạng mục vận hành, điều kiện cấp phép, thủ tục kiểm tra, phê duyệt và sự giám sát. 考虑到部分已经投入使用的民用无人机可能不会及时升级。各đôi chiếc du thuyền hạng sang khổng lồ có tải trọng hàng chục ngàn tấn, sau đó nối thêm một đoạn vào giữa. Nghe có vẻ là khó tin, nhưng đó là dự án đang được thực hiện bởi một nhà máy đóng tàu tại Italy. Dự án này được nhiều người mô tả là công trình kiến trúc hàng hải đầy kỳ công. Trước đây thì chiếc du thuyền Silver Spirit của hãng lữ hành Silver Spirit Cruises có trụ sở tại Monaco, có chiều dài 195,8m với tải trọng khoảng 36.000 tấn. Hiện nó đã được cưa đôi và các nhân viên đang nối thêm một đoạn dài 15m vào giữa. Dự án trị giá 100 triệu đô la Mỹ này được tiến hành tại một xưởng đóng tàu tại thành phố Palermo của Italy. Sau khi hoàn thành, chiều dài của chiếc du thuyền sẽ tăng thêm 210,7m. Theo hãng Silver Cruise, đây là lần đầu tiên trên thế giới một chiếc du thuyền hạng sang được cưa đôi để nối dài. Được biết là dự án này cần tới hơn 500 công nhân lành nghề với 450.000 giờ lao động. Phần nối thêm sẽ bổ sung 34 phòng nghỉ, 8 nhà hàng, cũng như là giúp mở rộng không gian bể bơi của du thuyền. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 5 tới và sẽ có chuyến đi đầu tiên phục vụ du khách vào ngày 6 tháng 5. Tiếp ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy tìm chiếc xe khách cố tình đi chậm, lạng lách, đánh võng để chặn xe con đi phía sau vượt lên khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Theo Nghị định 46 của Chính phủ, phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, đuổi nhau trên đường bộ, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với người điều khiển xe vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thành lập hội đồng gồm 17 thành viên tuyển chọn phương án thiết kế công trình xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch vành đai 2,5. Dự án này nằm trong một các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020 sẽ sử dụng vốn ngân sách thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 503 tỷ đồng. Trong khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ, 11 giờ đến 14 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ, các ngày từ 28 tháng 3 đến 1 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông trên một số tuyến đường trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 6 và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội sẽ hạn chế các xe ô tô tải chở hàng có khối lượng từ 0,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên, trừ các xe ô tô phục vụ hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh, xe giải quyết và khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định. Hoạt động trên các tuyến đường Phạm Hùng, đoạn Mễ Trì, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, đoạn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, đoạn từ Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy đến Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ. Anh.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, như VTC 14 đã đưa tin, trước việc trạm thu phí Thanh Nê quốc lộ 39 tỉnh Thái Bình thu không đủ bù chi, thua lỗ, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra nhiều phương án xử lý. Tuy nhiên, những phương án này có phù hợp hay không và có được người dân đồng tình ủng hộ hay không thì lại là một vấn đề chưa thể tìm ra được câu trả lời. Vì nếu như không có được phương án tốt nhất thì rất có thể tiếp tục xảy ra câu chuyện là người dân không đi đường BOT ở khu vực này nhưng vẫn phải mất tiền ở trạm cầu Tân Đệ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ tại sao lại có câu chuyện chéo ngoe này. Trạm thu phí BOT Thanh Nê cho biết, trung bình trạm này mỗi ngày chỉ thu được khoảng trên dưới 30 triệu đồng, tức là chưa đạt từ 15 đến 20% tổng doanh thu như kỳ vọng. Bên cạnh đó là tình trạng người tham gia giao thông bất hợp tác, không nộp phí, dẫn tới hoạt động thu phí hiện gặp khá nhiều khó khăn. Trên thực tế, khiến dự án phải bù lỗ lên tới cả tỷ đồng hàng tháng. Thực ra đối với chúng tôi cũng như là anh em ấy, thì đều là người làm công ăn lương. Nhưng mà hiện nay trong cái môi trường làm việc hiện nay á, thì những vấn đề liên quan tới góc độ chủ quan thì anh em tôi cố gắng thực hiện tốt các cái quy định của công ty. Nhưng mà những áp lực của vấn đề xã hội thì đây cũng là một cái điểm mà tạo cho anh em làm việc là trong một cái môi trường là thực sự là không được yên tâm. Liên quan tới câu chuyện này, công ty cổ phần Taxco Nam Thái, chủ đầu tư dự án khẳng định việc giảm phí cho các phương tiện qua trạm tại hai địa bàn Kiến Sương, Tiền Hải hiện vẫn đáp ứng được mục tiêu hoàn vốn. Tuy nhiên, do nhiều phương tiện, không phải hai địa bàn được miễn giảm phí cố tình chây ý, không mua vé qua trạm, dẫn tới doanh thu không đảm bảo, thua lỗ. Với cái tổng số đầu xe phương tiện ở trên hai trạm mà hiện nay nhà đầu tư đã cấp thẻ miễn phí cho các đầu phương tiện với tổng số đầu phương tiện đã được cấp khoảng 1.600 xe, thì vẫn đảm bảo cái phương án tài chính. Tuy nhiên, cái mà gây mất cân đối cho phương án tài chính chính là các chủ xe, kể cả các xe từ tỉnh ngoài, vẫn cố tình chống đối, chây ý, không chịu nộp phí, rồi dàn hàng ngang gây ách tắc ở khu vực trạm. Cũng theo ông Dân, khi dự án hoàn thành, ngày 1 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã cho phép nhà đầu tư được thu phí để hoàn vốn, thời gian thu phí là 18 năm. Quá trình thu phí trạm BOT Thanh Nê có doanh thu trung bình là 130 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, sau khi chính phủ có chính sách miễn giảm phí tại các trạm BOT trên cả nước, tỉnh Thái Bình đã có chính sách miễn giảm giá vé đường bộ cho toàn bộ các hộ dân và doanh nghiệp của hai huyện Kiến Sương và Tiền Hải qua trạm BOT Thanh Nê, thì doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Các cấp các ngành cũng như chính phủ mà chưa khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn thì cũng có thể một giải pháp là ngân sách của địa phương cũng lên bỏ ra một phần để chia sẻ cùng với nhà đầu tư để có thể giảm được cái sức nặng của về cái áp lực tài chính như hiện nay lên cho nhà đầu tư. Và người chúng ta cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động các phương tiện tham gia giao thông cũng như có các chế tài hợp lý để chúng ta xử lý dứt điểm cái tình trạng bức xúc như hiện nay. Để thực hiện việc xóa bỏ trạm BOT Thanh Nê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chính thức kiến nghị Bộ Giao thông và Vận tải báo cáo chính phủ bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương này để thanh toán một lần cho nhà đầu tư với số tiền còn thiếu khoảng 460 tỷ đồng. Đây là số tiền để hoàn trả vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư để dỡ bỏ trạm thu phí BOT Thanh Nê. Nếu các phương án trên không có tính khả thi, thì nhà đầu tư này hiện cũng đang tính toán đưa trạm thu phí cầu Tân Đê trên quốc lộ 10 để thu bù cho trạm thu phí Thanh Nê, tức là lại tiếp tục xảy ra câu chuyện không đi đường BOT nhưng vẫn phải mất tiền. Thưa quý vị, bản tin giao thông an toàn ngày 27 tháng 3 của VTC 14 xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.